em đang test cặp loa JBL 712 các bác nhá, và con súp bãi V3 này. Tiếng bát đánh rất chắc và khỏe các bác nhá, tiếng mềm sâu y được luôn. Súp bãi của V3. Con 712 tiếng trong vắt các bác nhá. Các bác nghe thấy thế nào? Rất hay, rất tuyệt vời các bác nhá. Xin chào tất cả các bác. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với cửa hàng bên em. Và ngày hôm nay thì em lại lên đây thanh lý cho các bác một cặp loa lầm các bác nhá. Và cặp loa lầm đến từ thương hiệu Valalo. Với các bác nào mà chưa biết thương hiệu Valalo, đây là một thương hiệu đến từ Việt Nam và đây là hàng công ty các bác nhá. Với cặp loa nằm này thì ngày hôm nay thì em đã thanh lý cho các bác giá vô cùng là rẻ luôn. Cặp loa này thì có nguồn gốc bắt nguồn từ nhà chú Tâm. Vừa rồi thì em có lắp một cái biệt thự cho nhà chú Tâm và chú có thanh lý lại một con âm ly với hai cặp loa các bác nhá. Cặp loa này thì vẫn còn đẹp xuất sắc, chưa làm lại đâu. Và đây, em quay cho các bác cái con chép này. Con chép này là chép màng giấy các bác nhá. Và con này thì gồm có 3 quay và 2 lỗ thông hơi phía dưới đằng trước này. Đấy, có 2 chép hai bên, 2 chép màng giấy hai bên và một loa bát 25 các bác nhá. Và đây là hàng hãng đã qua sử dụng rồi. Đây là hàng công ty các bác nhá. Và bán thành giá hàng bãi luôn. Và con này ngày hôm nay thì em thanh lý cho các bác giá vô cùng rẻ. Và các bác được sở hữu với hàng chất, hàng chính hãng các bác nhá. Hàng công ty luôn. Con này thì em đang thanh lý với mức giá là 1.400.000 đồng, chưa gồm phí ship. Con này thì tình trạng là chưa sửa chữa bất kỳ một vấn đề gì luôn. Em còn chưa cả vệ sinh, vẫn còn bụi đây. Đấy, các bác nhá. Và con này thì Valano, một thương hiệu đến từ Việt Nam và hàng công ty, hàng chính hãng Valano Electronic. Các bác có thể search ngay lên trên Google về thương hiệu Valano này. Đây là hàng công ty rất là chất lượng các bác nhá, lắp được cả phòng hát luôn. Dạo gần đây thì em nhận được rất là nhiều các câu hỏi mà tại sao không lên clip thanh lý đồ đi. Thì ngày hôm nay thì em có duy nhất một hàng thanh lý lại được của khách. Đấy, thì con này thì rất là đẹp, thì em lên đây thanh lý lại cho các bác, chưa vệ sinh cho các bác về mông má. Anh em thợ nào về kiếm tí thì có thể liên hệ tới em các bác nhá. Con này thì là 3 quay giải tần từ 42Hz đến 20kHz, rất là rộng đúng không các bác, không khác gì thua kém những con loa full luôn. Và công suất là 150W, 1W 1m và độ nhạy 96dB, một con loa lầm mà độ nhạy cực kỳ cao, không thua kém gì những cặp loa full đánh công suất lớn này. Và công suất com là 600Hz và kích thước là 250 x 310 x 290mm các bác nhá. Hai cổng để các bác kết nối này. Với tình trạng con này đẹp, các bác làm loa trợ lời, nghe sân vườn cũng nghe rất là ok các bác nhá. Và nghe trợ lời để trợ cái tiếng mic hát karaoke rất là ok. Và cái con này là dâu ngoài các bác nhá, chưa làm lại côn, chưa làm lại màng, chưa làm lại gân luôn các bác nhá. Chất lượng rất là ok, em đã test chất lượng con này rồi. Và clip ngày hôm nay thì sẽ test hàng cặp loa JBL 712. Và cặp loa này gửi cho anh Khánh ở Đồng Tháp. Anh Khánh có theo dõi cửa hàng bên em khá là lâu rồi và biết đến cửa hàng bên em từ những cặp loa thanh lý này các bác nhá. Ngày trước thì anh có săn hụt bên em một con súp. Nhưng mà dạo gần đây thì anh có theo dõi cửa hàng bên em. Bên cửa hàng bên em rất là nhiều dòng loa full. Nếu các bác trải nghiệm bên em không ưng ý, đổi thoải mái các bác nhá. Không ưng, đổi thoải mái. Nếu các bác quan ngại về mua online thì nếu mà các bác mua cả hàng bên em không ưng, đổi thoải mái luôn. Đấy, bên em thì cam kết về chất lượng rất là ok rồi nên em không ngại khoản đổi cát. Với cả là bên em có rất là nhiều mặt hàng để các bác đổi. Đấy, chứ không phải là các bác không ưng về sản phẩm hay như nào, các bác muốn nâng cấp nghe 1-2 tháng rồi, nâng lên đổi thoải mái, không vấn đề gì cả các bác nhá. Và cặp loa này thì có mức giá là 2.800.000 đồng. Và anh khách của bên em thì có theo dõi bên em cũng như là nâng cấp. Với cấu hình bộ dàn nhà anh thì đã có một đôi Bose 301 CD3 rồi, với một con âm ly Hàn Quốc California. Anh muốn nâng thêm con đôi loa này làm đôi loa chính. Và nếu mà con đôi loa này ok thì sau này anh sẽ ủng hộ thêm một con vàng với một con mic bên em nữa các bác nhá. Và cặp loa này thì sở hữu với một cổ bát 30 và một loa chép kèn. Ngày xưa thì các bác vẫn ưa chuộng là dòng loa làm đúng không các bác. Nhưng mà bây giờ thì loa full lên ngôi, công suất lớn hơn và chép kèn mạnh hơn, tơi hơn, các bác hát karaoke khỏe hơn, mic lên nhẹ hơn rất là nhiều. Với những cặp loa full thì tiếng mic nó lên rất là dày và cái giải trung nó rất là dày và rõ nét các bác nhá. Chép kèn này nó khỏe hơn tép giấy này.
và giải bát nó cũng cho là chắc hơn rất nhiều với so với những dòng loa lầm. Và khi chúng ta hát karaoke khai thác công suất lớn nhạc, vừa rồi thì em khai thác cho các bác một bản nhạc cha 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 rất là mạnh đúng không các bác, bát lên rất là khỏe luôn. Và các bác yên tâm về những cái dòng loa này, nếu mà hát karaoke thì vô đối luôn, giải lời rất là ngọt mà giá rất bình dân, rất dễ tiếp cận cho các bác để các bác chơi karaoke, chơi với một cái mic giá chưa đến 3 triệu một đôi loa thì em dám khẳng định luôn đôi này thì là tuyệt phẩm luôn. Nếu mà đôi loa full vẫn chưa làm hài lòng cho các bác một cái giải bát sâu thì các bác có thể quan tâm đến những cái dòng bãi súp B3 của bên em các bác nhé. Với con súp B3 này thì sử dụng điện 220 và gân sẽ là gân cao su, lỗ thông hơi của nó sẽ là lỗ thông hơi phía trước các bác nhé. Với một con súp trầm mà lỗ thông hơi phía trước thì nó có một đặc điểm, đó là cái tiếng súp nó ra nó thoát hơn rất nhiều với những con súp lỗ thông hơi phía sau. Nhưng mà với những cái dòng loa các bác có thể để ý là những cái dòng loa châu Âu ấy thì lỗ thông hơi rất hay ở phía trước. Cái lỗ thông hơi ở phía sau nó bắt nguồn từ Trung Quốc các bác nhé. Bắt nguồn từ Trung Quốc, cái lỗ thông hơi ở phía sau nó có thể cộng hưởng lên tới 2 dB so với cái không gian phòng cũng như là góc mà các bác kê súp. Nhưng mà nếu các bác nào mà kê súp ở góc nào mà tiếng bát nó không thoát ấy, thì con súp này nó sẽ có một giải pháp là cho cái tiếng bát nó đưa ra nó nhanh hơn và nó thoát tiếng hơn về lỗ thông hơi phía trước, nó sẽ cộng hưởng cho cái tiếng bát này làm sao nghe nó rất mềm và thoát, nó không ù, nó không rèn, nó không kéo đuôi. Thì con súp này hoạt động rất tốt và các bác có thể chơi ở không gian khoảng 35m² quay đầu các bác nhá. Với con súp này thì kích thước rất là đẹp, về bên em bãi thì em chỉ lăn sơn qua thôi, còn tình trạng là ruột gan vẫn zin đét toàn bộ các bác nhá. Và con súp này em sẽ tắt đi. Ok. Em sẽ rút cái này ra, điện nó hơi ngắn. Ok. Với con súp này các bác nhá, con súp này thì súp B3 rồi, có model là BS71725 mã, và con súp này thì là súp điện, là súp active, chạy điện 220, có các bác có đảo pha này, có volume tổng này, nếu các bác nào mà thích bạo lực thì tăng volume lên một chút. Con súp này vẫn hoạt động ok. Cắt tần nếu mà các bác nào muốn tiếng bát chắc gọn thì các bác cứ cắt về 50Hz cho em. Đấy, cứ cắt về 50Hz để 50Hz này thì tiếng bát bao chắc cho bác luôn. Nếu các bác mở muốn tiếng bát nó mềm, nó thoải hơn một chút nữa thì các bác có thể cắt lên tầm độ 100 hoặc là 70Hz rất ok, hoặc là các bác có thể cắt quá lên một chút nếu mà các bác thích chơi vinyl deep house. Nó sẽ xuống những cái giải mà nó siêu trầm, nghe rất là đã tai các bác nhá. Cổng line in để các bác kết nối này. Có một đặc điểm em rất thích là con này nó lá tản nhiệt ở đằng sau, nó không quay vào trong, nó quay ra ngoài, nhìn nó rất là hầm hố, nó rất giống một con súp điện. Đấy, nó rất giống, bản chất của nó là một con súp điện nhưng mà cái lá tản nhiệt đây, cái lá tản nhiệt giúp cho tản nhiệt cái khi mà con súp này nó hoạt động ở một cái thời lượng nó khá là lâu và nó giúp cho cái bảng mạch của chúng ta thọ lâu hơn các bác nhá. Đấy. Và công tắc. Và con này thì nó sẽ có là cầu chì để các bác nếu mà bảo vệ con nguồn này, các bác yên tâm nhá. Power là công suất 400W, rất là mạnh các bác nhá. Và con này thì sơn sần rất là đẹp luôn. Giá chỉ có 1.900.000 thôi các bác ạ. Đấy, 1.900.000 là con súp B3 bãi xịn này các bác nhá. Nếu mà các bác nào mua hàng bên em thì bên em sẽ test chất âm cũng như là làm một cái clip kỷ niệm giao lưu cho tất cả các bác để các bác có một cái gì đó lưu lại trên YouTube. Đấy. Và các bác nào mà muốn mua đẩy 4 kênh thanh lý, con BTE này em vẫn thanh lý các bác nhá. Và các bác chơi karaoke thì hãy liên hệ tới bên em cũng như là nâng cấp. Đa phần bây giờ các bác mua hàng bên em là toàn các bác nhà còn đã có âm thanh rồi và các bác nâng cấp khá là nhiều, còn rất là những cái cặp loa ngày xưa khai thác chất âm không còn được ok như bây giờ, cặp loa đời mới bây giờ chất âm sạch sẽ, chi tiết hơn rất là nhiều các bác nhá. Và các bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay tới cửa hàng bên em. Và súp B3 1.900.000, loa JBL, loa full các bác nhé, 712, giá chỉ có 2.800.000 thôi. Con này thì em có clip giới thiệu kỹ con này rồi các bác nhé, công suất 350W thì kháng 8 ohm, khai thác âm ly rất là ok, âm ly 5.6, âm ly lớn một chút, và các bác có thể khai thác với đẩy càng tốt, tiếng nhạc căng tràn đầy và khỏe, cho ra chất âm mic giật rất là ok, mic nhẹ hơn rất nhiều các bác nhé, riêng về công suất. Ok, thì đó là những gì mà bên em thanh lý cũng như là giới thiệu cho các bác, cũng như là bên cửa hàng em có những dòng sản phẩm tốt thì em sẽ giới thiệu cho các bác. Và các bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay từ cửa hàng bên em và em gửi hàng cho các bác nhé. Và xin chào, hẹn các bác trong những clip tiếp theo.